Hai Pencil Studio. Tập phim Đại Chiến Văn Nghệ. Ba này nè. Điện qua đây. Ba nè. Điện cho tôi mới được. Điện đi xem nè. Con ngon lại đây lấy bóng đi nè. Cứ đại đó, xin nhân xanh đến đây. Xanh ơi, bóng ở đây nè. Siêu nhân gì mà chậm quá vậy? Chờ đó, xanh sẽ lấy được bóng cho coi. Ê, bóng tới kìa. Còn sao? Truyền bóng lẹ đi chứ sao. Alo alo, nhà trường xin thông báo để chào mừng ngày 20 tháng 11 sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ dành cho tất cả các lớp. Mỗi lớp hãy chuẩn bị một tiết mục để tham gia các em nhé. Thông báo kết thúc. Chúc các em có một ngày học tập vui vẻ. Em lấy được bóng nha anh Đỏ. Anh Đỏ thua rồi. Thôi gì mà thua. Anh không chơi nữa. Anh phải đi tập hát đây. Xin quà cho mình đây. Là chỗ của tôi mới đúng chứ. Không biết mình tham gia tiết mục gì đây ha anh Bút Chì. À, anh nghĩ ra rồi. Anh nghĩ lớp mình cùng nhau diễn một vở kịch đi. Chắc chắn thầy cô sẽ thích cho mà coi. Ê, xanh cũng muốn tham gia. Xanh sẽ diễn vai siêu nhân. Xích qua bên kia đi. Cậu ngồi vào chỗ của tôi rồi. Cái gì chứ, cậu mới là người phải xích qua đó. Cậu là người ngồi vào chỗ của tôi mới đúng mà. Xích qua đi. Xích qua, xích qua đi mà. Được qua đây. Cậu mới là người phải xích qua đó. Tiết mục hay nhất phải là một tiết mục âm nhạc hoành tráng của một giọng ca đỉnh cao. Đó chính là Michael Đã. Chà, lớp mình có vẻ bàn luận sôi nổi quá ha. Chắc các em đã nghe thông báo của trường về ngày hội văn nghệ rồi đúng không? Thầy tiết lộ cho lớp mình biết là giải thưởng sẽ rất hoành tráng đó nha. Thầy ơi thầy, giải thưởng là gì vậy thầy? Có đồ ăn không thầy? Xanh chỉ thích đồ chơi siêu nhân thôi. Em nghĩ có thể là một vài quyển sách thú vị. Nếu là bộ dụng cụ làm bánh thì thích biết mấy. Tóm lại là một phần thưởng rất hoành tráng. Vậy các em muốn trình diễn tiết mục nào trong ngày hội văn nghệ tới đây? Dạ thưa thầy, em đã lên kế hoạch cho tiết mục văn nghệ của lớp mình rồi ạ. Em đảm bảo với thầy, đây sẽ là tiết mục đặc sắc nhất trong ngày hội văn nghệ sắp tới đó. Tốt lắm, tốt lắm. Thầy rất vui vì các em có tinh thần tập thể như vậy. Thầy giao trọng trách này cho Đỏ nha. Đỏ, cố gắng kêu gọi mọi người tập luyện chăm chỉ nha. Dạ vâng ạ. Giới thiệu với cả lớp, đây là bảng phân giai. Anh sẽ đứng ở vị trí quan trọng nhất, vị trí của một siêu sao. Anh Đỏ ơi, đây là tiết mục tập thể mà. Mọi người phải có vị trí quan trọng như nhau chứ. Em đừng nhiều chuyện nữa. Đây là tiết mục của anh. Thầy đã giao trọng trách cho anh thì anh có quyền quyết định tất cả. Bút Chì sẽ đánh đàn, Vàng Múa, Gươm và Tẩy sẽ hát bè, còn Xanh với Cục Giấy sẽ vào vai hai cái cây. Dẹp đi, ai mà thèm làm cái cây cho cậu chứ. Xanh cũng không muốn làm cái cây đâu. Ủa, hát bè là cái gì vậy? Bè là bè đó, đồ ngốc. Cậu không có ngốc là chưa? Cậu là đồ ngốc, hát bè mà cũng không biết. Cậu không có ngốc. Như vậy liệu có ổn không anh Đỏ? Không có gì là không ổn hết. Đây sẽ là tiết mục xuất sắc nhất. Ta da da la 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 la. Anh Đỏ ơi, anh hát sai nhịp hết rồi. Sao em dám nói về giọng ca của một siêu sao như vậy chứ? Em lo mà đàn cho đúng với giọng hát tuyệt vời của anh đi. Nhìn hết đi. Gà rống như một lũ ngốc như vậy thì ai mà ngủ được chứ?
Cậu nói ai ngốc hả? Chả những ngốc mà còn gào rống như bò. Còn cậu thì sao chứ? Cậu thì làm được gì? Suốt ngày chỉ biết ngủ. Tôi có thể làm một tiết mục hay hơn gấp 10 lần cậu đó. Có giỏi thì làm một tiết mục riêng đi, coi cậu hay đến cỡ nào. Chống mắt lên mà xem thế nào là một tiết mục xuất sắc đây nè. Vậy là không làm tiết mục tập thể nữa hả? Vậy mình làm tiết mục riêng luôn đây. Cậu tránh ra chỗ khác đi. Đây là chỗ của tôi tập. Chỗ nào là của cậu chứ? Đây là sân trường. Sân trường là của chung. Tôi thích tập đâu thì tập chứ. Thôi anh Đỏ à. Thôi thiệt là tức quá đi mà. Trong lớp chật chội thế này, làm sao mà tập được chứ? Thôi mà anh Đỏ, em thấy ở trong lớp á cũng yên tĩnh hơn để cho mình tập đó. Chỉ tại tên cục giấy đáng ghét đó. Cậu vào đây làm gì chứ? Bên ngoài nắng quá, tôi vô lớp tập cho mát. Đây là chỗ của tôi tập, cậu đi chỗ khác đi. Lớp là của chung, tôi thích thì tôi tập ở trong lớp đó. Cậu làm gì được tôi? Cho sang trái một xíu. Đúng rồi. Đa cờ ní. Cô Kim Tuyến năm nào cũng đứng ra phát động tổ chức sân chơi cho các em. Thật là cảm ơn cô rất nhiều. Không có cô chắc sẽ không có một ngày hội văn nghệ chỉnh chu thế này đâu. Cực cho cô quá. Có cực chí đâu thầy. Em rất mong đợi màn thể hiện của các em năm ni đó. Mà em nghe nói rửa là lớp thầy chuẩn bị tiết mục rất ư là hoành tráng đúng không ni? Lớp tôi năm nay các em rất là xông xáo cho ngày hội văn nghệ đó nha. Tôi cũng đang rất chờ đợi màn trình diễn của các em đây. Hôm nay là ngày của Đỏ Siêu Sao Ta tỏa sáng. Đừng có mơ, ngày hôm nay mới là ngày cục giấy này tỏa sáng. Thôi nào các cậu, mục đích chính của bọn mình á là đạt giải thưởng về cho lớp mà. Mọi người cùng tập trung hết mình cho cuộc thi nào. Chú Choa, hồi hộp quá thầy ơi. Chắc chắn sẽ rất thú vị đó. Dạ thưa thầy, lớp mình chuẩn bị rất nhiều tiết mục đặc sắc ạ. Bây giờ thầy cho tiết mục nào biểu diễn trước? Em nói vậy là sao? Tại sao là nhiều tiết mục chứ? Mỗi lớp chỉ được biểu diễn một tiết mục mà thôi. Vì là tiết mục tập thể nên các bạn phải cùng xuất hiện trên sân khấu.
Dạ vâng ạ. Siêu, sao là đó còn ai vào đây? Ai tiến vào giọng ca của ta thật lớn. Siêu, sao là đó còn ai vào đây? Ai tiến vào giọng ca của ta thật đẹp. Anh em bà con cùng nhau thưởng thức. Xem em các em làm gì thế này? Thôi cô đừng khóc nữa mà cô Kim Tuyến. Anh Đỏ ơi, em nghĩ là tụi mình sai rồi. Tụi mình phải xin lỗi thầy cô thôi. Dạ thưa thầy. Các em thật là ích kỷ. Đây là ngày hội để mọi người cùng thể hiện tình đoàn kết. Vậy mà các em mạnh ai nấy làm, phá hỏng cả buổi lễ. Thầy thật thất vọng về các em. Thầy ơi, tất cả là lỗi của em á. Tại em cứ khăng khăng làm ngôi sao mà không nghĩ đến các bạn khác, làm hỏng tiết mục của cả lớp. Lỗi của em nữa. Em cũng có lỗi. Sanh cũng vậy. Lỗi của em. Không, lỗi của em chứ. Lỗi của tôi mà. Là lỗi của tôi. Lỗi của tôi. Lỗi của tôi. Là lỗi của em nữa thầy ạ. Biết lỗi là tốt rồi. Nhưng mọi người đã về hết. Buổi lễ đã bị phá hỏng thật rồi. Thầy ơi, hãy cho tụi em một cơ hội. Tụi em sẽ chỉnh sửa lại tiết mục của lớp. Dạ, đúng rồi. Tụi em xin hứa sẽ cùng nhau đoàn kết để dựng lên một tiết mục thật hay ạ. Cô Kim Tuyến có đồng ý không? Em đồng ý. Hay quá, hay quá. Dậy đi nào mọi người ơi, trời sáng rồi. Anh Xanh ơi, dậy đi. Dậy đi, dậy đi nào. Cho Xanh ngủ xíu đi mà. Dậy đi nào, anh Xanh không được ngủ nướng đâu. Hôm nay là một ngày rất quan trọng đó. Ngày gì mà quan trọng hơn ngủ chứ. Anh Xanh quên rồi hả? Hôm nay là ngày đi học. Vui lên trường là vui lên trường. Mọi người xem nè, Xanh mang đủ mọi thứ luôn. Gấu bông nè, robot nè, bánh snack nè. Xanh mang luôn cả gói, lúc nào buồn ngủ là có thể ngủ ngon lành luôn. Ủa, anh Xanh ơi, anh không có mang theo tập vở hả? Tập vở? Để làm gì? Xanh đúng là đồ ngốc, đi học
chứ có phải đi cắm trại đâu, mà mang cả gối theo chứ. Anh Xanh, anh phải mang theo tập vở để học bài đó. Xanh không thích học bài, Xanh chỉ thích chơi với ngủ thôi. Đến lớp Xanh sẽ có nhiều bạn để chơi, vậy mới thích chứ. Anh Xanh à, đến trường á, anh Xanh sẽ được học làm toán cộng trừ nè, được học về địa lý các châu lục, được khám phá khoa học nữa nè, hay lắm luôn á. Xanh à, anh nghe kể là ở trường, ai mà không chịu học bài là sẽ bị thầy giáo bắt đem cho quái vật ăn thịt đó. Xanh cũng mập mập, chắc là quái vật thích lắm. Đừng hù Xanh, Xanh không có sợ đâu. Nhìn Xanh kìa. Anh Xanh ơi, đi học thôi. Đi thôi Xanh ơi. Anh Xanh mặc gì thế? Đây là áo giáp để chống lại quái vật. Xanh sẽ tiêu diệt quái vật cho mọi người xem. Trường học, mọi kiến thức bắt đầu từ đây. Học tập sẽ mở ra một thế giới mới cho chúng ta. Anh hy vọng là trường có bữa ăn xế. Bụng anh là cả một thế giới cần lấp đầy đó. Anh Xanh đâu rồi? Ủa, đâu rồi? Anh Xanh làm gì đó? Xanh mới canh quái vật, không để nó tấn công. Xanh cứ ở trong đá đi nha, quái vật thích mấy đứa chui bụi lắm đó. Đợi Xanh. Đi thay. Wow, mọi thứ bắt đầu thú vị rồi đó. Coi chừng. Xin chào các em. Thầy là thầy Phấn Bản. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của các em, nên có lẽ các em còn bỡ ngỡ đúng không? Vậy bây giờ thầy sẽ kiểm tra kiến thức. Nè, đầu đội son, em làm gì đó? Coi chừng con quái vật. Tạm thời thì thầy chưa nghe tin tức về con quái vật nào ở đây cả, nên em có thể yên tâm. Đứng dậy đi nào. Đứng dậy nào. Em tên là gì? Là Xanh. Xanh nói cho thầy biết, Xanh đi học để làm gì? Xanh đi học là để chơi đồ chơi. Xanh mang theo bạn Robo và gấu bông đến đây để chơi với các bạn đồ chơi khác. Mà sao nãy giờ Xanh không thấy đồ chơi đâu cả? Đi học không phải là để chơi đồ chơi. Đi học là để biết chữ, biết làm toán. Phải đọc sách để học được nhiều điều hay lẽ phải. Xanh không thích đọc sách đâu, buồn ngủ chết. Xanh còn mang theo gói để ngủ đây này. Không được rồi, thầy nghĩ là Xanh không học lớp này được rồi. Đi theo thầy. Tiêu Xanh rồi, thầy mang Xanh đi cho quái vật ăn rồi. Ra đi nào. Anh Bút Chì ơi, có khi nào thầy mang anh Xanh cho quái vật thật không? Tới rồi đây. Vào đi, đừng sợ. Bạn Xanh sẽ học lớp mẫu giáo của cô Kim Tuyến nha.
Sành đi vào lớp chơi với các bạn đi. Có rất nhiều đồ chơi đó. Một cộng một bằng hai. Vậy 387 cộng 521 bằng mấy? 908 ạ. Đúng rồi, giỏi lắm. Các em cho thầy biết có bao nhiêu châu lục trên hành tinh Búc? Có bạn nào khác không? Cục giấy thì sao? Có bao nhiêu châu lục trên hành tinh Búc? Sao em biết được chứ? Đó, vãi hết cả Búc. Hả? Đó, có bao nhiêu châu lục trên hành tinh Búc? Dạ, hai. Có ai có ý khác không? Búc chì nói xem nào. Dạ thưa thầy, có tất cả 5 châu lục trên hành tinh Búc: châu Búc, châu Hợp, châu Hoa Kèn, châu Chiếp Chiếp và châu Tinh Trì. Chúng ta đang sống ở châu Búc, có khí hậu chan hòa mát mẻ. Hàng năm, lượng mưa không nhiều cũng không ít, vào khoảng... Thôi thôi, được rồi. Đúng như lời Búc chỉ đúng nói, là tên làm phách. Trên hành tinh Búc, chúng ta có... Khổng Long, hãy nhận đòn của ta đây. Chết nè, chết nè. Robo Santa là vô địch đó. Không có một tên quái vật nào có thể thắng được ta hết. Không còn con quái vật nào nữa nhỉ? Giờ đấu lại ai đây? Ê, mấy nhóc đấu quái vật đi. Robo Santa sẽ tiêu diệt bọn quái vật chắc coi. Đây nha, các em hãy về những gì mình yêu thích nhé. Không được làm hại gấu bông của Sanh. Gấu bông yêu quý của Sanh mà. Đến giờ ra chơi rồi, cả lớp nghỉ. Quả là một tiết học thú vị. Học cũng khó quá ha anh Bút Chì. Đi học á là còn phải ôn bài nè. Vàng không hiểu gì á thì để anh chỉ cho. Hả? Ê, biết chơi không? Biết chứ, tôi là vô địch giải bóng khu phố đó. Được lắm, đi. Hả? Ủa, anh Đỏ ơi, anh không ôn bài với em và Vàng hả? Ra chơi rồi, còn ôn bài gì nữa? Đi chơi thôi. Thôi, vậy mình ra sân tìm chỗ học bài đi. Anh sẽ chỉ cho em nhiều cái hay lắm nè. Ê, sút. Nè, đỡ nè. Chả ai có hứng thú học tập gì hết. Loa. Hả? Xin giới thiệu với mọi người câu lạc bộ vui học cùng Bút Chì. Với phương châm học mà chơi, chơi mà học, câu lạc bộ của mình sẽ tổ chức những hoạt động học tập vui chơi bổ ích cho các bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kiến thức toán học nè, địa lý nè, lịch sử nè, văn chương nè các bạn. Đừng đi mà. Sút. Nè. Hả? Tránh ra cho người khác chơi. Cậu có muốn việc chơi trở nên thú vị hơn không? Sẽ thật tuyệt nếu như trong lúc chơi chúng ta vẫn có thể học. Còn cậu thì nên học cách né bóng đi. Học và né bóng cũng có thể đi đôi với nhau đó. Cậu có muốn thử không? Luật chơi rất đơn giản. Ai bị bóng ném trúng thì phải trả lời một câu hỏi.
trả lời đúng sẽ được quyền ném tiếp. Trả lời sai thì mọi người được quyền tranh bóng để ném. Ném trước, mà né đi nè. Né bóng. Hai nhân một cộng hai bằng mấy? Thì bằng 5. Sai rồi, bằng 4. Các bạn ném bóng cho săn bắt đi. Câu hỏi của cậu là cây thở bằng gì? Tớ không trả lời câu hỏi gì hết. Tớ chỉ có ném bóng thôi. Không được, đây là luật chơi, cậu phải trả lời câu hỏi. Nếu không trả lời được thì cậu sẽ bị mất bóng. Đúng rồi đó, đưa bóng đây. Cây thở bằng lá đó, đủ ngốc. Cậu nói ai ngốc hả? Trả lại bóng đây. Tranh bóng. Đây. Đây. Nè nè, mọi người dừng lại đi. Các anh chơi ghê quá, em không chơi nữa đâu. Chu Choa, các em không được đánh nhau. Các em làm gì thế hả? Câu lạc bộ của em gây rối trật tự trường. Từ giờ em không được tổ chức bất cứ hoạt động nào trên sân trường nữa. Nhưng mà thầy ơi. Không nhưng nhị gì hết. Hả? Ủa, anh Xanh, anh làm gì ở đây vậy? Bức Chì ơi, Xanh sợ lắm. Lũ nhóc đó đúng là quái vật. Xanh muốn học chung với Bức Chì cơ. Muốn vậy á, thì anh Xanh phải học hành nghiêm túc với em đó. Bức Chì muốn Xanh học gì cũng được. Một, hai, ba, bốn. Yeah. Xanh, một cộng một bằng mấy? Bằng 11 ạ. Màu nào là màu xanh? Dạ đây ạ. Cột nào dài hơn? Dạ thầy dài nhất ạ. Em Xanh không trả lời đúng câu nào cả. Tuy nhiên, vì Xanh đã chịu khó học bài và có tư duy tốt, thầy sẽ cho Xanh trở lại lớp của mình. Yeah, quang hô. Đã hết giờ rồi. Thầy chúc các em có một năm học mới thiệt nhiều niềm vui, đoàn kết và nhất là phải an toàn. Yeah. Bút Chì này. Dạ. Vì em đã giúp Xanh học tập nên câu lạc bộ của em có thể hoạt động trở lại. Thiệt hả? Em cảm ơn thầy. Nhưng nhớ là không được gây rối nữa đâu đó. Dạ, em biết rồi. Đi học cũng vui thật đó. Ha, mai anh sẽ cho tên cục giấy đó biết đặng bóng của anh. Vui nhất á là câu lạc bộ của em được hoạt động trở lại. Mai mình lại cùng học nữa nha anh Xanh. Xanh được về lớp rồi, sao lại phải học nữa? Mai Xanh sẽ chiến đấu chống lại lũ quái vật. Coi robot Xanh biến hình đây. Đúng là chứng nào tật nấy mà.